きましょう。15、マラソン大会は台風で何々されることになりました。Nà, thế bây giờ nhá, mình thử nhìn Poi xong mình đoán xem là mình sẽ điền gì vào trong cái đáp án này nhá. Point ở đây của mình sẽ là thai cai với cả là thai phư, đúng không mọi người? Nào, thế bây giờ mình sẽ chọn là cái gì đây? Chọn luôn không? Chọn được luôn không? Rồi, bạn nào mà chọn cái đáp án số 1 này là không nhớ bài của CG nhá. Chi cúc cự là gì ạ? Chỉ đi với cả người thôi nhá, đúng không mọi người? Thế tiếp ạ, mình có ạ, thank you. Trời ơi, nghỉ lễ kéo dài luôn á. Không, đúng không ạ? Nào, thế mình có ạ, sotai sasete itadakimasu. Em xin phép được về sớm ạ, có phải không? Đương nhiên là không rồi, nên đáp án ở đây của mình chính là số mấy ạ? Nào, số mấy đây? Không thể nào mà là 1, 2 với cả 4 rồi đúng không ạ? Nên chắc chắn đáp án ở đây của mình sẽ là gì? Số 3 nhá, sambang desu. Nào, denki nhá, mình sẽ có chữ e này này. Nó sẽ mang về ý nghĩa là lùi lại. Ví dụ nhá, về sau này khi mà các bạn học N2, các bạn sẽ được học thêm một từ nữa là từ encho, đúng không ạ? Thì enki ở đây của mình nó sẽ là hoãn lại nhá. Có nghĩa là chưa bắt đầu nhá, poi tổ ở đây của mình nó là chưa bắt đầu nhưng mà mình lùi lại, lùi lịch lại, đúng chưa ạ? Yote hoặc là tai kai ổ này, enki suru. Về sau này khi mà các bạn gặp lại cái từ này ở trong cái môn đai số 5, đấy là cái cách sử dụng đúng của từ ấy, thì mà mọi người nhìn thấy là có enki này, có yote hay là tai kai thì khả năng cao là đáp án nó sẽ là ở đây. Idesne. Điểm hoặc là trên 130 điểm thì mình nghĩ là chuỗi video này sẽ cho mọi người một góc nhìn mới. Thế một phát mọi người thấy không ạ? Cực kỳ quan trọng luôn mọi người. Một tháng 4 năm học đúng không? Đã từng có thể 6 lần rồi và chắc chắn là năm nay khả năng rất là cao là có thể xuất hiện lần nữa. Cho mọi người 3 giây để chúng mình nhìn lại cái slide này nhá. Tiếp theo, câu số 16. Mainichi mizu o yaranai to hana ga. Trời ơi, nani nani shimau. Ui, cái câu này dễ lắm ý. Câu này là không sao luôn đấy mọi người. Nào, đây của mình là đáp án là cái gì đây? Nó hana chọn ngay đúng không ạ? Khá đế đự chứ làm sao nữa đúng không mọi người? Đó, mang bị ý nghĩa là gì? Hoa bị héo nha mọi người. Đấy nhá, khi nào ấy mà các bạn nhìn thấy trong cái đề của các bạn nhá, trong cái bài môn đại bài mà các bạn thấy là có hana mà ở trong đáp án nhá, có nhá khá đế đự này, xong rồi là ư ê đự này, là rồi ơi chắc chắn lắm, chắc chắn là cao lắm, là chọn ngay cho sensei nhá, mang bị ý nghĩa là khô héo nhá, được chưa ạ? Rồi, thế những cái từ còn lại thì mang bị ý nghĩa như thế nào? Thổ kê đự hay đi với học khô đi là tan ra. Tiếp theo này, xà mê đự là nó nguội đi, đúng không ạ? Đó. Rồi, tiếp theo, yà xê đự lại giống như sensei này, gầy đi. Rồi, câu số 17. Kono inu wa koi inu no koro kara nani nani sarete iru node hito wa ozei temo otonashi. Otonashi ở đây của mình thì sẽ là ngoan hoặc là kiểu ít nói đúng không mọi người? Thế em bé cún này thì là được như thế nào mà kể cả là khi có đông người nó cũng không gọi là rú lên, nó cũng không gọi là phấn khởi, phấn khích lên thì mình sẽ có là gì đây mọi người? Rồi, point ạ, chúng mình sẽ nhìn này. Sarete iru, đúng không ạ? Cái con cún con này này là nó được làm sao ạ? Nào đấy, đáp án của mình sẽ là cái gì đây? Có phải là cư phư không, dồn nhiều tâm huyết, tâm sức không? Nào, mình có phải là ok sao ba cự là ok bây giờ mình làm ồn không ạ? Rồi, hay là ở đây của mình là kế hoạch kê các cự lên kế hoạch không? Đương nhiên là không thể nào cái đáp án đấy rồi đúng không mọi người? Chỉ có thể là nhá, gunden viết ra sensei ạ, bằng với các training mang về ý nghĩa là huấn luyện nhá, hay dùng với những cái nghĩa là ok huấn luyện cún này, inu no này, gunden ở suru, hoặc là nhá kể cả là ok huấn luyện con người ấy, mình cũng dùng cái này nha mọi người, training đấy. Rồi, trước khi mà sang đến phần mở rộng thì mình sẽ cho mọi người xem lại qua một lần nữa cái slide này đó, memo lại đi với những kiến thức mà các bạn cần. Rồi, câu số 18, câu này 1 sao nhá, hãy thử ở sensei này, lại tiếp tục nhá, thử nhìn poi đoán đáp án nhá. Nào, mình thấy nhá, ashita wa 7 ji ni dekakeru node mezamashi dokei o 6 ji ni nani nani shita. Ôi, câu này dễ nhá, bởi vì rằng là ngày mai đúng không ạ, tôi phải đi ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng, thế với tôi phải làm gì với cái đồng hồ báo thức đây, lúc 6 giờ đây. Đương nhiên rồi, đúng không mọi người, đáp án là... Chúc mừng các bạn nào đã chọn ngay đáp án số
2 nha mọi người, là xét tộ hoặc là CT, đúng không ạ? Đó thì mình sẽ có nhá. Xét tộ mang ý nghĩa là đặt, thường thì mình sẽ có là đặt đồng hồ này, alarm mự này, hoặc là timer là cái timer ấy. Đấy là cái máy gọi là bấm giờ. Đấy chính là cái đồng hồ bấm giờ đấy, được chưa ạ? Đó là set tộ, được chưa? Thế còn star tộ đây của mình nhá, rất là nhiều bạn thỉnh thoảng bạn bị dễ nhầm này. Nhưng mà star tộ đây của mình nó là star tộ, đúng không ạ? Bắt đầu. Tiếp theo này mình có là stop. Làm gì đấy? Dừng lại, đúng không cả nhà? Thế còn ở số 4 ạ, mắc cự thì nó sẽ đơn giản chỉ là ký hiệu thôi, được chưa? Đó, nhớ luôn nhá, phần này sẽ không có mở rộng đâu. Mình sẽ sang luôn câu số 19. 忙しい のにこんなに待たされて時間が何で皆さん答えは？Rồi, nào, đáp án ở trong câu này là gì đây với một câu 2 sao như thế này? Thật ra cá nhân CC đánh giá ấy, câu này sẽ phải là 3 sao. Tại vì sao? Giống như là mình đã nói, đôi khi có thể là các bạn sẽ may mắn chọn được cái câu này, nhưng mà về cơ bản ấy là những cái đáp án còn lại chẳng hạn thì không hẳn là các bạn đã biết và nắm rõ được cái ý nghĩa của những cái đáp án còn lại. Rồi, nào, trước khi mà CC gọi là hỗ trợ các bạn ấy, thì các bạn chọn đáp án ở trong câu này là gì? Rồi, ở đây nhá, câu này á, đáp án chính xác nhất của mình sẽ là câu số 4. Bởi vì mình có một cái cụm từ đấy là gì càng gặp một tai nai bằng với cả muda zukai là lãng phí nhá. Mình rất là hay đi với cả gì càng hoặc là okane. Thì câu này á, mình sẽ dịch là gì? Mặc dù ấy là bây giờ tôi bận khủng khiếp ấy, nhưng mà trời ơi tôi bị trồi như thế này thì thật sự là như thế nào ạ? Rất là lãng phí thời gian, đúng không mọi người? Đó, thế nhưng mà những cái từ còn lại thì sao? Đây này, đây mới chính là những cái tung hỏa mù của đề thi cho các bạn này. Đầu tiên á, mình có darashinai sẽ mang về ý nghĩa là bừa bộn. Tiếp theo này, shouganai, không còn cách nào khác. Thật ra là ngữ pháp này thì có thể là các bạn biết này. Rồi, tiếp theo mình có nasakenai nhá, sẽ mang về ý nghĩa là đáng trách, từ này khó nhá, N2 nhá. Nasakenai. Rồi, bây giờ thì các bạn hãy memo vào vở những cái từ này đi. Và chúng mình sẽ sang đến cái phần tiếp theo. Câu số 20. 20 ạ, đây là một câu 1 sao. Lại là một câu 1 sao trộm vía, đúng không ạ? Bài này hơi dễ một tí. 3 sao thì khó hẳn đi, mà 1 sao thì cũng dễ hẳn đi, đúng không? Nào, 友人の家で食べたケーキが美味しかったので何々と作り方を教えてもらった. Nào, thế ở đây của mình thì mình sẽ có gì đây? Trời ơi, đến nhà bạn này, xong rồi ăn một cái bánh ngon quá trời luôn. Thế là bây giờ mới hỏi bạn về cái gì và cái gì đây, và được bạn dạy cho đây mọi người. Ồ, một là cách làm đúng không? Thế cái còn lại sẽ là gì? So desu ne. Nó phải đi với cái gì đây hả mọi người? Nào nào nào, đáp án là cái gì đây? Có phải là tài nguyên không ạ? Số 1 không ạ? Ơi, nhiều bạn chọn tài nguyên lắm, nó không thôi chọn đi. Không chọn à? Ok nào, thế bây giờ các bạn số 3 có phải không ạ? Rồi, số 3 nghe quen quen ha, nghe những cái linh kiện mà hôm trước mình vừa mới nói xong ha. Rồi, chắc là chọn bánh mà phải chọn cả thêm linh kiện rồi. Thế là các bạn số 4 ạ. Nào, ở trong này đúng không ạ, có một cái điều rất là to lớn đang ẩn giấu ở đây, chính là một cái bí mật, một cái nguyên nhân này, đúng không mọi người? Nào, thế đáp án ở đây của mình nó là cái gì? Đấy, may mà không chọn ba cái đáp án CC vừa mới nói nhá. Chỉ có thể là đáp án số 2 thôi, mang về nghĩa là nguyên liệu, đúng không mọi người? Giai điều. Hay đi với cả ví dụ là điều đi nó giai điều とか keiki nó giai điều ですね. Nào, thế mình có shige nhá, tài nguyên thiên nhiên đấy, đúng không ạ? Tiếp này, bù hình, linh kiện đấy, linh kiện ô tô máy móc. Cuối cùng ạ, mình có genin là nguyên nhân. Rồi, thế ạ, 21. Đây là một câu mà mình đánh giá là nó thuộc với N2 nhưng mà nó lại nhảy xuống dưới N3. Hãy cùng với cả Hàn Linh xem đáp án của câu này là gì nhá. Thật ra nếu mà các bạn biết luôn được cái chữ Hán này thì mình sẽ thấy luôn đáp án của mình rồi. Nào mọi người biết không ạ? Chữ Hán này mình sẽ đọc là IO gì đấy. Nào mình có この sofa の IO 何々 にアンケートをしたでこれこの質問に答えてください。Nào, trong câu này đúng không ạ? Mình sẽ có luôn nhá, đáp án ở đây của mình á chính là đáp án số 3 nha mọi người. Hãy học luôn nó CC một cụm từ, đấy là ayosha, mang về ý nghĩa là khách hàng quen, khách hàng mà kiểu gọi là ưa thích ấy, được chưa ạ? Rất hay đi với những từ ví dụ như là shohisha này, hay là dorosha này. Và ở đây mình có tiếp là ayosha, nhìn thấy không? Đây là một cụm từ cố định luôn, mình sẽ học luôn cái từ này ở CC nhá. Bình thường á, có rất là nhiều bạn thì các bạn sẽ hỏi là ok, mình học tiền tố hậu tố như thế nào, bởi vì là mình sắp lên đến N2 rồi đúng không? Thế nhưng mà bây giờ ở N3 thì cái phần này ạ, ở N3 thì họ không kiểm tra quá nhiều, nên là mình có từ nào thì mình học luôn từ đấy ở CC nhá. Mình sẽ sang luôn câu số 22. Trộm vía lại là một câu dễ, thấy không? Cái bài này nó cứ đi lên và đi xuống ấy, đúng không mọi người? Nào, koji no se de douro ga nani-nani shite itte kuruma ga nakanaka mae ni susumanai. Dewa minasan, kotae wa?
Trong câu này thì đáp án của mình sẽ chỉ có một thôi. Đây, thật ra rất là dễ đúng không? Khi mà các bạn thấy đúng không ạ? Đường này nó làm sao đấy, thế nên là đúng không ạ? Xe không thể nào mà di chuyển được. Đáp án của mình sẽ là cái gì? Có thể nào mà là đường gia tăng không? Hay là đường bị hỏng không? Khu chung này còn là hỏng trong cửa máy móc các thứ này. Nào, hay là tiếp này, mình sẽ có là siêu vô tập trung không mọi người? Không thể đúng không ạ? Ở đây của mình chỉ có là jiutai thôi nhá. Mình có doro ga jiutai mang về ý nghĩa là tắc đường. Hay mình có là kotsu jiutai này. Đó, vân vân, nhìn thấy không ạ? Trời ơi, cứ một cục như thế này này, đúng không ạ? Tiếp theo thì mình có kosho nhá, là hay đi với cả hỏng hóc, thường là máy móc. Số 3 thì mình sẽ có là zoka mang về nghĩa là tăng lên. Cuối cùng mình có số 4 sẽ là shugo mang về nghĩa là tập hợp lại. Ii desu ne. Rồi, câu số 23 thì mình sẽ có là gì đây? Kusuri no oitatsu ấy, là khi mà các bạn nhìn thấy cái point tổ là kusuri no này cộng với cả giá đê rữ ấy, thì thật ra là các bạn đã biết được cái đáp án rồi đấy. Nào, không cần đọc cái vế ở đằng sau nhé, mọi người có biết cái đáp án ở trong câu này của mình sẽ là gì không? Rồi, đương nhiên rồi, chỉ có thể là đáp án số 2 là coca thôi đúng không ạ? Cái hiệu quả của thuốc đúng không? Đó, rất là hay đi nhá. Kusuri no coca ga aru hoặc là giá đê rữ. Còn á, số 1 ạ, mình sẽ có nhá, seiseki là gì? Là thành tích. Bản thân mình học hành như thế nào đúng không ạ? Đấy người ta gọi là thành tích. Tiếp số 3, đây của mình là chính là OE đúng không ạ? OE stimulus đúng không ạ? Là ok, bây giờ là CC đang cổ vũ cho các bạn đây. Tiếp theo nhá, mình có là kachi cảm, giá trị quan đúng không mọi người? Tất cả những cái từ này hầu như là chúng mình đã được học hết rồi. Đấy, nhớ nhá, kusuri này. Đấy, nhìn thấy cô cảm một phát là khoai quả lớn. Mình sẽ có tiếp câu số 24. Kare wa Nihon ni mada 1 nen shika sunde inai no ni Nihongo ga nani nani da. Nào nhá, nếu mà bạn nào mà nhanh ấy là các bạn sẽ chọn được luôn đáp án đấy, nhưng mà cẩn thận nhá, không sẽ có những cái bạn mà bị chọn sai đấy. Rồi, khi mà mình có đúng không ạ? Nói một cách gọi là trôi chảy trôi đúng không ạ? Là gọi là bắn liên thanh đấy, là smooth đấy ạ. Là mình sẽ có luôn nhá, đáp án chính là số 4 nha các bác nhá. Đó, mình có pera bằng với cả smooth là lưu loát, thường đi với cả những cái thứ tiếng của mình. Rồi, tiếp theo ạ, sarasara là như thế nào? Sarasara nhá, mang về ý nghĩa là đây này, áp tai này. Đấy, sarasara mượt mềm, thấy không ạ? Tiếp theo nhá, mình có para, từ. Parapara desu. Barabara deva naku parapara desu. Được chưa? Parapara thì sẽ mang về ý nghĩa là lất phất nha mọi người, không phải là barabara là mỗi nơi một chỗ đâu. Rồi, tiếp theo mình có là fura. Nếu mà nhá, bây giờ nhá, các bạn dùng điện thoại, các bạn nhắn nó xem cái từ fura, các bạn sẽ nhìn thấy là nó có cái emoticon ấy, mà hai cái mắt đây này, đấy, trông nó như thế này này, quay cuồng đấy mọi người, lảo đảo. Rồi, ở đây ạ, câu số 25, câu cuối cùng của chúng mình rồi, hãy cố lên nhé mọi người. À, この学校で一生懸命に勉強して知識や技術を何々持っている。では皆さん、答えは？こないさだけ知る。So this này, ở đây của mình nhá, cả cái cụm ở đằng trên á thì mình có point ở đây của mình ạ, mình chỉ cần đọc mỗi cái phần này thôi nhá. 知識や技術. Đấy. Trong cái khoảng thời gian mà còn ở trường đúng không ạ? Thì tôi học hành rất là chăm chỉ này, và tất cả những cái như là kiến thức, tri thức này và những cái kỹ thuật đúng không ạ? Thì làm sao đấy? Làm sao đến cái bản thân mình đấy mọi người? Rồi, đáp án ở đây của mình nhá, sẽ là đáp án số 1. Mini tsukeru mang về ý nghĩa là gì? Là mình trang bị, là mình học, là mình up vào cái bản thân mình này. Đấy, đó, thì mình sẽ có nhá, trang bị học skill hoặc là chishiki. Được chưa? Tụi này hay lắm ý mọi người ạ. Đó, rồi, tiếp theo mình có nhá, kimiru sẽ là yêu thích. Bình thường á, mà các bạn hay mua sắm ý, mà nó có cái kiểu thả like, thả tim, shopee, shop yêu thích ý. Đó, chính là cái kimiru này. Tiếp theo nhá, mình có oshikomu đúng không ạ? Mang về nghĩa là gì? Ấn này, komu là ấn vào. Được chưa? Mình có tiếp theo thori ageru mang về ý nghĩa là bản luận. Đó, đây là một cái ý nghĩa khác luôn. Lấy nó và mang ra. Đó. いいですね。では22. Mình có yuki wa, đây là đường đi nhá, đúng không các bạn? Yuki wa Sato-san to 2人 de kitta ga kaeri wa nani-nani datta. Hãy nhìn nè, point này. Futari de kita ga. So sánh đúng không mọi người? Nhìn thấy cái cấu trúc ở đây của mình không ạ? Danh từ á, nani nani ga, danh từ tiếp theo quá. Trời ơi, có nghĩa là sao? Mình cần phải đi tìm cái ngược lại với cả cái futari de kita này, đúng không mọi người? Thế nó là cái gì? Ui,
thật sự đơn giản luôn đúng không ạ? Bây giờ mình cùng nhau đi. Thế mà bây giờ lúc đi về thì mình làm sao? Chắc chắn là không thể nào mà là samazama hay là iroiro được rồi đúng không? Hai cái từ này nhá là nó bằng nghĩa nhau mà, nên loại luôn cả hai. Vậy thì chắc chắn đáp án ở đây của mình sẽ là betsubetsu đúng không mọi người? Đó, betsubetsu sẽ mang về nghĩa là riêng rẽ khi mình có là betsubetsu ni suru hay là betsubetsu ni harau. À, tôi sẽ trả riêng nhá, tôi và bạn ấy là trả riêng nhá mọi người. À thôi, mọi người trả chung đi cũng được, đúng không? Rồi, thế còn chữ Hán ở đây của mình thì mình sẽ có là hăng hăng mang về ý nghĩa là chia đôi. Chia đôi này thì nó sẽ không phải là mỗi người một hướng được đúng không? Đó không đi cùng nhau mà chia đôi này là ok mỗi người một nửa đây này, đúng không? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ đến câu 23 nhá. 23 một sao rất dễ. 留学 については両親とよく何々決めるつもりだ。Nào, câu này đúng không? Hãy nhìn này. Tố nhá. Đó, gợi ý cho các bạn ạ. Trợ từ ở đây của mình là trợ từ tố. Ok. Khi mà mình có gợi ý là trợ từ tố ấy, thì trời ơi các bạn ơi, chọn ngay cho sensei cái đáp án của mình nó là số 4. Bởi vì sao? Bởi vì mình có hanashi-au sẽ mang về ý nghĩa là bàn luận. Mà phải làm gì ạ? Bàn luận qua lại. Đúng không? Tố là như thế nào? Ok, nó là hai chiều đấy phải không mọi người? Thấy không nhá? Mình có kazoku này hoặc là hitoto hanashi-au. Sau khi mà mình bàn luận rồi thì tôi mới quyết định về cái việc làm sao? Về cái việc đi du học. Đi du học là một cái việc rất là to đúng không mọi người? Nên là phải bàn luận với cả ba mẹ nhá. Rồi, ok, ở đây mình có thori-komu thì sẽ mang về ý nghĩa là lấy vào nha mọi người. Đó, cái cảm giận là gì? Ok, đây là mình lấy này, xong rồi cho vào. Đúng không ạ? Đó, tiếp theo này, mình có iikaeshi. Bản thân của cái từ kaeshi này, nó mang về nghĩa là trả lại. Thế khi mình có là iikaeshi sẽ mang về nghĩa là gì? Cãi lại đấy, thấy không ạ? Tôi nói lại, phải không? Rồi, tiếp theo ạ, mình có tiếp uketoru. Nào, ukemasu là nhận này, torimasu là lấy. Ghép vào với nhau sẽ mang về nghĩa là tiếp nhận. いいですか? Mình có câu số 24. 昨日の夜から歯が痛くて何々します。Đáp án của các bạn là gì? Rồi, trong câu này đúng không mọi người? Khi mà mình có nhá, là làm sao ạ? Đau răng ấy. Point ở đây của chúng mình nó sẽ là shimasu đúng không? Và đi với cả răng. Đúng không mọi người? Thế chúng mình sẽ có nhá, đã là đi với cả răng rồi nhá, thì mình có phải là đi với cả thon thon không ạ? Thon thon shimasu nhá, sẽ mang về ý nghĩa là gì? Cộc cộc. Cộc 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 ấy, cộc cửa ấy, đúng không mọi người? Thế lại càng không phải là ra ra, ra ra chỉ đi với cái gì? À mẹ, đấy nhé, rào rào đấy, đúng không mọi người? Giữa hai từ là zuki zuki và karakara, mọi người sẽ chọn đáp án gì đây? Thật ra là mình nghĩ là các bạn sẽ quen thuộc với cái từ karakara này hơn, đúng không? Nó sẽ chính là trong cái khô không khóc ấy. Nên là đáp án ở đây của chúng mình sẽ chính là zuki zuki, mang về ý nghĩa là đau nhức nhối, thường sẽ đi với cả itamu, được chưa ạ? Zuki zuki to itamu. À rồi nó cứ đau mãi, đúng không mọi người? Thế karakara như ban nãy sensei đã nói bằng với cả khô không khóc. Ý đấy nhé. Quán N3 luyện đề dành riêng cho các bạn chuẩn bị thi kỳ tháng 7 năm 2024 tới. Chỉ trong vòng 1,5 tháng, sensei sẽ hướng dẫn các bạn cách học thông minh, tiết kiệm thời gian và vô cùng hiệu quả. Nội dung khóa học sẽ được phân tích từ những bộ đề thi gần nhất, bám sát và xu hướng thay đổi của đề thi GLPT N3 những năm gần đây. Từ đó chúng ta có thể tự tin làm nhanh, làm trúng và cam kết tăng từ 15 đến 20 điểm cho kỳ thi này nhé. Và nhân dịp mở bán cũng là sắp đến kỳ thi GLPT tháng 7 năm 2024, thì Rinki sẽ gửi tặng bạn một ưu đãi vô cùng đặc biệt trong đợt này, đó là chỉ với 10.000 một ngày thôi, chúng ta sẽ có ngay trong tay khóa N3 luyện đề với bộ chiến lược thi và làm bài hoàn hảo. Nếu muốn biết thêm thông tin về khóa học này, các bạn hãy comment ngay N3 xuống dưới phần bình luận để nhận được tư vấn và hướng dẫn từ sensei nhé. Đề 15. 雨は降ってきましたが、私の家は近いので傘がなくても何々です。では皆さん答えは？Xin được chúc mừng tất cả các bạn đã chọn đáp án 1. Và để xem là lý do tại sao mà đáp án ở trong câu này lại là số 1, hãy cùng nhìn với cả Hà Linh Sensei nhé. Giống như là hôm trước Hà Linh Sensei còn nói, đấy là khi mà các bạn có một phần đục lỗ thì hãy đọc ngay cho Sensei. Đấy là cái phần ở đằng trước và phần ở đằng sau. Thì các bạn sẽ thấy luôn, trong cái câu này ở đây của mình, đúng không? Mình có là mưa đã bắt đầu rơi rồi. Thế thì kể cả là đúng không? Đáp thực tế mố mà kể cả không mang ô thì cũng như thế nào? Trong cái câu này á, thì chắc chắn đáp án của mình sẽ là số 1. Heiki mang về ý nghĩa là bình thản, thản nhiên. Và thường thì sẽ có là heiki na kao suru, một cái gọi là poker face ấy, mặt như thế này luôn.
rất là thản nhiên, không có việc gì phải sợ hết. Thế còn bên cạnh đúng không ạ, là một trong số những cái đáp án mà các bạn rất là hay khoanh vào. An toàn ở đây của mình á chính là an toàn. Và hãy nhớ các sensei ạ, khi nào thì mình mới sử dụng cái từ an toàn này? Hãy nhớ đấy là trong cái trường hợp mà ngược nghĩa với cả abunai, ngược nghĩa với nguy hiểm thì mình mới dùng là an toàn. Ở đây không có cái gì là nguy hiểm cả, đúng không ạ? Mà mình rất thản nhiên bởi vì sao? Bởi vì nhà gần, mưa cũng không sao hết. Ok chưa? Rồi, mình sẽ có đáp án số 3 và đáp án số 4 cũng là những cái đáp án mà mình đã đi thi. Hãy cùng xem với các sensei. Đầu tiên ạ, mình có seijo sẽ mang về ý nghĩa là chính xác, hãy nhớ là sử dụng với cả những cái như là hoạt động của máy móc một cách bình thường. Tiếp theo mình có juven, nhớ luôn. Bình thường nhá, các bạn sẽ nghĩ là cái này là 10 phút đúng không? Nhưng mà không nhá, ở đây của mình chính là đầy đủ. Chúng mình sẽ sang luôn đến câu số 16. Mọi người sẽ có 35 giây. Đệ. Được ạ, minasan, kotae wa? Mọi người đã có đáp án chưa? Rồi, hãy cùng với các Hà Linh sensei xem là ở câu này thì mình sẽ nhìn vào đâu nhá. Rồi, ở đây ạ thì hãy nhớ nhá, mình sẽ nhìn ạ cái phần ở đằng trước và cái phần ở đằng sau của cái đoạn mà cần phải điền trước. Mình sẽ thấy ở phần đằng trước mình sẽ có là gì? Cái việc, được chưa ạ? Nổ quá mà. Cái việc mà mình làm cơm chiều ấy, bởi vì rằng là nó như thế nào, thế cho nên rằng là ồ, hai sốc cự đúng không mọi người? Cái đi ăn ngoài của tôi ấy là rất nhiều, phải không các bác? Nào, vậy thì cái đáp án ở trong câu này của mình là gì đây? Trong câu này thì CC nghĩ rằng là cái lý do mà tại sao mà các bạn có thể là không chọn được câu này bởi vì là các bạn không biết được những cái đáp án này nó mang về ý nghĩa là gì thôi. Chứ khoảnh khắc mà các bạn biết là các bạn chọn được luôn. Bởi vì câu này rất là dễ, mình có luôn mendokusai. Nghe thấy bao giờ không ạ? Mendokusai, mendokusai mang về ý nghĩa là rắc rối nha các bác, được chưa? Rất là rắc rối, rất là phiền toái. Hãy cùng với cả CC ôn lại những cái đáp án còn lại nghĩa là như thế nào. Một, mình có ạ, darashinai. Mình sẽ thấy nhá, darashinai là bừa bộn, được chưa? Đấy, lúc nào cũng gọi là xung quanh nhá, đầy mọi thứ luôn mà không hề có một cái sự sắp xếp gì. Rồi, tiếp theo mình có ạ, kuwashi, nhớ này, trời ơi. Danh từ ní kuwashi, đây cũng là một cái từ mà rất là hay đi thi. Bình thường đứng một mình thì nó sẽ mang về ý nghĩa là chi tiết. Chút xíu nữa ở trong phần mở rộng, CC sẽ nhắc cho các bạn một cái cấu trúc mà rất là hay đi với các kurashi này. Hãy nhớ xem nhá. Rồi, mình có nikurashi. Nikurashi sẽ mang về ý nghĩa là trời ơi, đáng ghét quá đi mất. Hãy nhớ chưa? Và cái đáng ghét như thế này là kiểu khó chịu, kiểu ghét, kiểu căm luôn đấy mọi người. Đó, khi đấy mình sẽ có là nikurashi, nhớ chưa? Và hãy nhớ CC nhá. Đấy, chữ Hán của nó đây này, mendo, mendokusai. Hoặc là nhá, các bạn nam ấy thì hãy cho nói là mendokuse. Ii desu ka? Rồi, tsugi. Mình sẽ cùng đến câu tiếp theo, câu số 17. Deva, minasan, kotae wa? Những bạn nào ấy mà chưa học Hà Linh sensei thì xin thưa với các bác là thể nào á, các bác cũng sẽ tốn khoảng tầm 60 giây cho câu này. Còn những bạn nào mà đã học rồi nhá, nhìn này, point này. Nemukute, trời ơi, chọn ngay luôn. Akubi là gì? Nghĩa là ngáp, đúng không ạ? Ii desu ne. Thế còn những cái đáp án còn lại thì nó sẽ mang về ý nghĩa như thế nào? Shakuri mang với cả cái ý nghĩa là nấp nha các bạn. Đó, nhớ nha, học luôn, học một mà được cả bốn luôn. Được chưa ạ? Mình có tiếp ạ. Kushami, kushami ở đây của mình sẽ là đúng không ạ? Hắt xì. Đó. Tiếp theo ở đây của mình có seki. Seki thì dễ rồi, là ho. Nhưng hãy nhớ các sensei nhá, akubi và shakuri là hai cái mà nó sẽ hay kiểm tra, bởi vì là hầu như các bạn đều biết là kushami với các seki rồi. Đó, nhớ các sensei nhá. Mình có ngã sẽ là akubi wo suru hoặc là akubi ga deru. Ii desu ka? Rồi, mình sẽ sang đến tiếp câu tiếp theo, câu số 18. Để, minasan, kotae wa? Rồi, nào, trong cái câu này nhá, thì thật ra ấy, mình cá nhân mình thì mình đánh giá là những cái câu nào mà là những câu katakana ấy thì mọi người tuyệt đối không được bỏ, hoặc là tuyệt đối không được làm sai. Một là các bạn sẽ học những cái phần katakana này qua những cái phần đề mà cùng với các Hà Linh sensei. Đến cái số 2, để mà mình gọi là có đủ những cái kiến thức để mình đi thi thì hãy ôn lại những cái nội dung ở trong khóa N3 cơ bản của Hà Linh sensei cũng như là các sensei khác để mình nhớ lại một lần nữa phần nội dung của katakana nhá, bởi vì nó rất là dễ. Rồi, trong cái câu này thì mình sẽ có đúng không ạ? Nhìn thấy luôn này, depoto các cự này, và mình có một cái chủ đề X gì đấy đây đúng không ạ? Mình có là gì đấy? Watashi no kuni no shakai mondai. À, như thế nào đây mọi người? Đúng không? À, mình sẽ có là những cái vấn đề đúng không ạ? Xã hội của đất nước tôi. Thế thì trong cái câu này đó, mình viết một cái report về những cái mà gọi là vấn đề xã hội của đất nước tôi. Thì vấn đề xã hội của đất nước tôi nó là một design là thiết kế, hay là đáp án số 2 thema chủ đề, hay đáp án số 3 sign chữ ký, hay là đáp án số 4 là đưa luật lệ đây. Rồi, đương nhiên rồi đúng không? Đáp án ở đây của mình chính là thema.
Đó, mang về ý nghĩa là chủ đề, đề tài. Hãy nhớ cho sensei này, mình sẽ có bằng với cả 主題, được chưa? Đó, đề bộ tộ tộ cả, mình sẽ có là thema như thế này, được chưa? Đó, rồi, thế còn bên cạnh thì ban nãy mình đã nói cho mọi người rồi, mọi người có thể đọc qua để mọi người nhớ luôn. Đó, rồi, mình sẽ sang đến luôn. Tiếp theo, câu số 19. Kono kisetsu wa hiru to yoru no kiyon no nani nani ga ooki. Nào, câu này thì mình sẽ chọn đáp án là gì? Mình đánh giá là câu này rất là dễ bởi vì các bạn có thể sử dụng được phương pháp loại trừ. Đầu tiên á, mình sẽ có đáp án số 1 có đúng không? Đương nhiên là sai rồi. Mọi người có nhớ cái chữ Hán này được sử dụng khi nào không? Đếm gì? Đếm những cái gì mà nó liên quan đến máy móc đúng không ạ? Loại luôn. Đây mà. Tsugi, mình có luôn. Số 2. Số 2 này mọi người nhớ là gặp ở trong cái chữ Hán nào không? Ừ, trong cái chữ Hán mà cai đăng ấy, đúng không mọi người? Đó, trong cái chữ Hán mà đoạn ấy, bỏ luôn, được chưa ạ? Nó có phải là đoạn của kiêu không? Của khí hậu mà các bác. Đương nhiên rồi, không phải đúng không? Tiếp ạ, mình sẽ có này, detsu. Mọi người có gặp cái từ detsu này bao giờ không? Đừng đọc cái chữ này là d nhá. Cái này ở đây của mình nó là detsu. Chắc chắn là với những bạn nào mà đang học tiếng Nhật hoặc là đang sống và làm việc tại Nhật thì các bạn sẽ biết được là cái việc xếp hàng là quan trọng như thế nào đúng không? Thì đây, ở đây của mình á, từ detsu này ở đây của mình nó sẽ chính là xếp hàng dọc này. Đó, được không ạ? Rồi, vậy thì ở trong cái câu này á, đáp án của mình sẽ chỉ có thể là đáp án số 3. Sa. Rồi, chúng mình sẽ đi tìm luôn nó xem nhá. Cái từ sa này nó sử dụng như thế nào? Đầu tiên về mặt ý nghĩa, sa sẽ mang về ý nghĩa là cái sự sai khác hoặc là một cái sự chênh lệch. Đó, và ví dụ như mình có chênh lệch này về khí hậu, mình sẽ có là kiyon sa. Đó, chênh lệch về khí hậu, chênh lệch về nhiệt độ. Buổi sáng á thì trời ơi là nóng, nhưng mà buổi chiều, buổi tối thì lạnh khủng khiếp. Ví dụ như là Đà Lạt chẳng hạn, đúng không các bạn? Đó, thì mình sẽ có ví dụ như là sa ga oki hoặc là sa ga aru. Có một cái sự chênh lệch, hoặc là nhớ là sensei này, chênh lệch lớn, nhớ là lớn nhá. Ok, rồi, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ sang đến những cái phần tiếp theo nhá. Câu tiếp theo, câu số 20. Nani nani o shite kagi o kakenai de ue ie o dete shimatta. Câu này đây của mình thì mình sẽ có là gì đấy ạ? Với những bạn nào nhá mà chưa học cùng với cả Hà Linh sensei ấy thì chắc chắn là chọn sai câu này. Nhưng mà với những bạn nào mà đã từng học hoặc là xem những cái phần mà sensei chữa thì các bạn sẽ chọn được luôn câu này chỉ trong vòng 3 giây. Khi mọi người nhìn thấy ở đây mình có kagi o kakenai de này, xong mình có là đọc cả cái cụm này mình chọn được luôn. Veteshimatta thể hiện cái sự tiếc nuối đây này. Biết không ạ? Ok, đáp án luôn nhá. Ukkari. Có nhớ là gì không ạ? So desu ne. Ukkari hay đi với cả wasureru mang về ý nghĩa là lơ đãng. Ukkari shite wasureru. Rồi, thế còn hakkiri là gì? Nhớ nhá, khi mà các bạn học một cái từ vựng ấy, hãy học nó với cả một cái cụm từ nào đấy, hoặc là mình sẽ nhớ với cả cái ví dụ điển hình của nó để mình nhớ cái ý nghĩa của từ vựng. Ví dụ như mình có là hakkiri mieru hoặc là hakkiri kikoeru. Nghĩa là gì đấy? Đúng rồi, chính xác. Ở đây mình sẽ có hakkiri đúng không ạ? Rõ ràng. Tsugi mình có shikari. Ôi trời ơi nhá, cái khoảnh khắc khi mà các bạn học cái từ mà shikari, hãy nhớ sensei này, mình có luôn nhá, là chắc, là chắc chắn. Nghe thì cái cách mà mình đọc cái từ này nó cũng như vậy mà, shikari, đúng không ạ? Đó, tiếp theo mình sẽ có này, pittari. Ôi đây là một từ mà sensei rất là thích nhá. Tại vì sao? Tại vì là kiểu mình thích nấu ăn ấy, xong rồi mọi người hay nói một cái cụm đấy là ok, đậy vừa vặn, đậy khít lại, thì mình sẽ có là pittari, đậy cái nắp nồi ấy, được chưa? Đó, mình nhớ luôn sensei nhá. Pittari, trời ơi khiếp, nghe không có một cái khí nào có thể lọt qua được ấy. Rồi, câu số 21. Minasan, dekimashita ka? Mọi người đã làm được chưa ạ? Rồi, khi mà chúng mình đi thi nhá, ví dụ như là gặp một cái câu như thế này, sao tự dưng gặp những cái chữ Hán như thế này. Đấy, giả vờ nhá. Mình biết là các bạn biết đấy, nhưng mà giả vờ như là mình không biết thì sao? Hãy nhớ sensei này, chúng mình sẽ đoán đoán thử. Đó, mình sẽ thấy đúng không? Chữ này là trong cái chữ mà cư ki đấy, phải không ạ? Nó là cái gì đấy ạ? Không đúng không ạ? Không là trong gọi là trống không này, thinh không này, đúng không ạ? Hoặc là không khí. Tiếp theo bên cạnh mình sẽ có là trong cái chữ mà seki, đúng không ạ? Là gì? Là chỗ đúng không ạ? Một cái chỗ mà ok toàn không khí nghĩa là chỗ như thế nào? Ai cũng biết đấy là một chỗ trống, đúng không ạ? Mình sẽ đoán đoán như vậy nhá. Có thể là không cần phải biết là cái chữ kanji này đọc như thế nào, nhưng mà mọi người cứ lướt qua và ít nhất là mọi người nhìn chữ kanji này, mọi người phải hơi đoán ra cái ý nghĩa của nó, được chưa? Rồi, ok. Vẫn còn một ít chỗ trống này. Thế cho nên rằng là yoyaku nhá. Nhớ không sensei ạ? Chữ này nó chính là chữ yo ở trong yote bên cạnh ạ. Yaku, yakusoku. Đúng không ạ? Ok, mình dự định, mình hứa trước, đúng không ạ? Là đặt trước.
Vậy thì trong câu này đáp án ở đây của mình nhá sẽ là đáp án số 3. Khả nộ. Đọc qua sensei luôn nhá. Khả nộ, khả và năng. Đó, thì mình sẽ có mang về ý nghĩa bằng với cả dekiru. À, khả nộ để show cả. Có khả năng không ạ? Đó, thì mình sẽ có luôn nhá. Yoyaku wa kano desu. Có thể đặt trước. Rồi, ở đây của mình có ạ. Kanzen. Nhớ qua sensei này bằng với cả sukari mang về ý nghĩa là hoàn toàn, rất là hay đi thi. Mình có tiếp ạ. Mư gì đây hả các bạn? Rồi, ở đây của mình nó sẽ chính là mưu đà. Trong gì ạ? Mưu đà, zukai là sử dụng một cách lãng phí. Bằng với cái gì đấy mọi người có nhớ không? Bằng với cả mốt tai nai, được chưa? Rồi, mình sẽ có tiếp ạ. Chữ Hàn cuối cùng chính là yodo trong bình đặc. Nhớ ạ, sensei cách đọc đặc biệt nhá. Rồi, nijiuni, cơ sở 22 rồi. Nào, với câu này nhá. Ai chà, thử thách các bạn một tí. Thật ra ấy, cái câu này là một cái câu mà mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn bắt được cái point ở đây của mình nó là pha số công á, xong rồi là nó đi với cả cá ô xô này này, thì mình sẽ nghĩ là mọi người chọn được luôn. Tại vì sao? Vì ở trong cái câu này ấy, chỉ có đúng một từ duy nhất mà nó đi được với các từ pha số công thôi. Biết là cái từ nào không? Rồi, cả bốn cái đáp án này nó đều có chung một cái chữ động, đúng không ạ? Động, đó. Thế cái hoạt động của máy móc thì mình sẽ sử dụng là gì? Nhớ sensei nhá. Đô xạ mang về ý nghĩa là những cái hoạt động thao tác của máy móc. Đó, ví dụ như là ok cái thao tác của nó bị chậm ấy, cái hoặc cái gọi là loading các thứ của nó bị chậm á, là mình sẽ sử dụng luôn là đô xạ nhá. Có đi với các hoạt động cơ thể. Còn những cái từ còn lại á thì nó sẽ thường là sử dụng cho con người này. Ví dụ như là mình có đúng không ạ? Hành động nhá. Từ tiếp theo ở đây của mình katsudo mình có luôn đúng không ạ? Volunteer katsudo. Hoạt động tình nguyện đúng không? Đó, mình sẽ có tiếp theo undo thôi, cái này thì dễ rồi nhá. 23 đúng không ạ? Tăng lên 21 điểm trong 21 ngày. Tại sao lại không nhỉ? Chiến dịch 21 ngày Đỗ GPT của chúng mình đã bắt đầu khởi động rồi. Và làm thế nào để các bạn có thể tăng luôn 21 điểm trong 21 ngày cuối cùng? Mình sẽ bật mí nhá. Đầu tiên khi tham gia chiến dịch 21 ngày thì các bạn sẽ nhận được quiz trắc nghiệm kiến thức mỗi buổi sáng vào lúc 9 giờ. Thì những câu hỏi kiến thức này của Sensei sẽ trải dài cho tất cả các trình độ từ N5 cho đến N1. Và ngay sau khi mà các bạn hoàn thành quiz trắc nghiệm thì sẽ được gửi câu trả lời kèm với đáp án giải thích chi tiết. Thứ hai đó chính là trong giai đoạn này thì các bạn cũng sẽ được trải nghiệm dịch vụ chăm sóc học viên cực kỳ tận tâm của đội ngũ Sensei trợ giảng trong 21 ngày cuối cùng. Và điều đặc biệt nhất khi tham gia chiến dịch 21 ngày đó chính là các bạn sẽ nhận được kho tài liệu khổng lồ của Ricky. Đây đều là những tài liệu mới nhất này, bám sát nhất và chất lượng nhất mà các Sensei đã chọn lọc cho mọi người. Nên là nhanh tay để lại comment 21 ở phía dưới, mình sẽ gửi thư tham gia chiến thuyền 21 ngày Đỗ GPT cùng với Ricky nhá. Tạm biệt.